mấy đại ca ra xe đến đón, mấy đại ca ra xe đến đón. Nó hiện lên mấy giây giờ? Hai giây không nào? Lúc đó bao nhiêu giây là được? 20 giây là ok phải không? Ai biết mày? Phút đi. Phút dữ à? Má, tại vì đầu máu tạm lắm rồi. Cái đầu máu nó chỉnh được cái khẩu xuống. Hẹn ông tuần sau đi. Má là bạn đám cưới giao rồi. Lấy đạn ra mua đồ rồi. Đồ chắc phải mua cỡ lát nữa nó muốn đẹp đó. Đồ má mà. Để má đáng cái này phải là đủ lợi hại của máy chụp hình, chẳng là nó cái chiếc bóp nó ngang nó đây ngóc máy lên rồi mới chỉ cái này bắn lên trận góc nó mới đẹp. Này cũng được vậy, làm sao mày hấp được tới đây? Sao không được, cứ mày hấp tới đây là hết cửa rồi. Tháo này ra là hấp chụm luôn rồi trời ơi. Đồ má lát nữa biết chơi đây. Ờ lát nữa chơi đỡ đồ má để má này phải để góc thấp đủ không bút chưa? Rồi 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 ở góc đây có khúc giữa là gì vậy? Khúc giữa nào phùng để lấy nét á. Mình đâu có xét trong máy đâu, không có đồng bóng nó làm thăng áp được thôi đúng không? Có đồng bóng này mới xét được cái tóc rồi nên nó ra cái gì? Nó ra video luôn hay là ra từ tấm hình?
tùy cái lúc sẽ ra video, lúc sẽ ra tấm hình về cho lại nhau, phần mềm cho lại nhau. Phức tạp bây giờ dễ mẹ đó, dễ mà muốn đẹp lắm, nhiều nhiều câu quá. Nếu ra video là khỏi cần trên đúng không, ra hình mới trên đúng không, tại đấy có điểm mới nó xét là trong thời gian nó sẽ chỉnh liên tục là bao nhiêu, tâm tưởng cho lại nhau. Ừ, 6D nó chức năng đó.